Chào mừng các bác và anh em đã đến với kênh Trần Hưng Audio. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục về được một ít dòng mic Beyer vì tím các bác nhé. Dòng này thì tay nó màu tím nguyên bản. Đấy, đây là nội thất đầu thu của nó. Dòng này bên em vẫn giá là 2.200.000 bao ship cho các bác và anh em. Đấy, dòng tay mic màu tím rất đẹp. Bác nào thích mic màu tím thì liên hệ với em nhé. Dòng này em về được khoảng 10 bộ. Những cái dòng mã mic này nó thuộc dòng của APP đang bán chạy nhất thị trường và chất lượng rất ok về dòng mic Beyer vì tím các bác nhé. Đầu thu màu trắng, tay màu tím. Dòng này bên em về được 10 bộ. Và hôm nay bên em lại về tiếp tục dòng nâng tiếng Behringer, mã là EX2200. Dòng này bên em bán với giá 2.100.000 bao ship và có một con ETC. Dòng nâng tiếng này thì các bác nào anh em đã nghe dòng nâng tiếng Behringer rồi biết chất lượng rất ok. Đấy thì em báo giá những cái dòng mic bên em vừa về và nâng tiếng. Bác nào có nhu cầu về dòng nâng tiếng hoặc là mic Beyer vì tím thì các bác có thể gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0972 951 003. Rồi em cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video bên em. Chào tạm biệt các bác nhé.